khi Trung Quốc đang ngày càng hung hăng ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, thì Nhật Bản đã nổi lên như một sức mạnh mới đầy tính răn đe với Bắc Kinh. Tokyo đang sẵn sàng rũ bỏ lớp vỏ cũ để đánh thức Bắc Kinh trong những vấn đề gai góc nhất. Câu hỏi đặt ra là liệu sức mạnh hải quân của nước Nhật có đủ để thay đổi cục diện và cán cân quân sự tại châu Á-Thái Bình Dương hay không? Và nước Nhật sẽ làm được những gì trước viễn cảnh Trung Quốc đang điên cuồng tăng cường sức mạnh vũ trang? Khi thế giới hướng sự chú ý về Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, thì cũng là lúc người ta bắt đầu nói nhiều hơn đến sức mạnh Nhật Bản. Việc Nga tấn công Ukraine cũng như hành vi ngày càng đáng quan ngại của Trung Quốc ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan khiến giới cầm quyền Nhật Bản muốn áp dụng một thế trận quốc phòng chủ động và mạnh mẽ hơn. Điều đó bao gồm việc thảo luận về tăng khả năng răn đe bằng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nới lỏng các hạn chế xuất khẩu hàng hóa quân sự như máy bay chiến đấu phản lực và hệ thống tên lửa cho 12 quốc gia. Nhật Bản đã tăng cường hợp tác với quân đội Hoa Kỳ trong những năm gần đây, đồng thời tăng cường mạnh mẽ sức mạnh quân sự của chính mình. Dường như họ đang hoàn thành cuộc chuyển đổi quân sự lớn nhất trong những thập niên gần đây. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản được đào tạo và trang bị tốt, hiện được xếp vào một trong những lực lượng vũ trang mạnh nhất trên thế giới. Cuối năm 2022, Nhật đã thông qua kế hoạch xây dựng quốc phòng trị giá 320 tỷ đô la Mỹ, lớn nhất từ Thế chiến II, nhằm đối phó với hàng loạt thách thức an ninh. Trong kế hoạch cải tổ quốc phòng lớn nhất nhiều thập kỷ của mình, Nhật Bản tuyên bố sẽ tăng chi tiêu an ninh lên 2% GDP vào năm 2027. Định hình lại bộ chỉ huy quân sự và mua vũ khí mới có thể tấn công các mục tiêu phóng tên lửa nhắm vào đất nước ở khoảng cách xa. Thủ tướng Fumio Kishida cho biết, ông quyết tâm thực hiện sứ mệnh bảo vệ đất nước và người dân trước thời điểm bước ngoặt lịch sử hiện nay. Khẳng định đây là câu trả lời của ông trước hàng loạt thách thức an ninh mà chúng ta đang phải đối mặt. Ở các quốc gia và khu vực láng giềng của chúng ta, việc tăng cường khả năng tên lửa hạt nhân, xây dựng quân đội nhanh chóng và nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng bằng vũ lực thậm chí còn trở nên rõ ràng hơn. Ông Kishida dường như đang nhắc đến chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Các mặt hàng trong danh sách mua sắm quân sự của Nhật Bản trong 5 năm tới gồm có tên lửa đánh chặn chống tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái tấn công và trinh sát, thiết bị liên lạc vệ tinh, chiến đấu cơ tàng hình Lockheed Martin F-35, trực thăng, tàu ngầm, tàu chiến và máy bay vận tải hạng nặng. Ngoài ra, Nhật Bản cũng sẽ dự trữ phụ tùng thay thế và một số loại vũ khí, mở rộng năng lực vận chuyển và phát triển khả năng chiến tranh mạng. Các cuộc thăm dò cho thấy công chúng Nhật Bản phần lớn ủng hộ bước thay đổi này. Dù vậy, chúng vẫn có thể gây tranh cãi vì hiến pháp thời hậu chiến của Nhật Bản không chính thức công nhận quân đội và chỉ giới hạn hoạt động của quân đội trên danh nghĩa ở khả năng tự vệ. Cuối tháng 5 năm 2022, tờ Nikkei Asia dẫn nguồn tin thân cận cho hay chính phủ Nhật Bản đang có kế hoạch cho phép xuất khẩu chiến đấu cơ, tên lửa và một số loại vũ khí sát thương cho 12 quốc gia, bao gồm Úc, Ấn Độ, Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Ý và 5 quốc gia Đông Nam Á. Động thái trên được đánh giá sẽ giúp Nhật Bản thắt chặt quan hệ ngoại giao với các đối tác trong khu vực, tạo ra một mạng lưới các quốc gia có vũ khí, tiêu chuẩn và thách thức an ninh tương tự. Qua đó, Nhật Bản với tư cách là bên bán cũng có cơ hội thắt chặt chính phủ với các mối quan hệ của chính phủ, củng cố mối quan hệ ngoại giao của Nhật Bản với bên mua. Nhật Bản chỉ có 240.000 quân dân tại ngũ, đứng thứ 17 trong bảng xếp hạng hỏa lực toàn cầu. Tuy nhiên, trong bảng xếp hạng sức mạnh quân sự tổng thể của tổ chức xếp hạng quân sự có thẩm quyền nhất thế giới, Nhật Bản đứng thứ 5 trên thế giới. Gần đây, không chỉ Đảng Dân Chủ Tự Do LDP cầm quyền ở Nhật Bản chủ trương nâng cấp sức mạnh quân sự cho nước này, mà thậm chí một số đảng đối lập còn kêu gọi nước này trang bị tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để tăng cường năng lực phòng thủ. Trong nhiều năm, các chuyên gia quân sự Trung Quốc đã chỉ trích rằng lực lượng phòng vệ Nhật Bản không mang danh nghĩa quân sự, nhưng thực chất là quân đội. Sức mạnh toàn diện của nó vượt xa quân đội chính thức của nhiều quốc gia. Trong một bài báo năm 2021 của Viện Lowy, một tổ chức tư vấn của Úc, sức mạnh toàn diện về chính trị, kinh tế và quân sự của Nhật Bản xếp thứ 3 sau Hoa Kỳ và Trung Quốc. Trong lĩnh vực sức mạnh quân sự, Nhật Bản đứng sau Hoa Kỳ và Trung Quốc về khả năng kiểm soát trên biển. Xét về sức mạnh hải quân, Nhật Bản tuy đứng sau Nga nhưng thực tế gần như tương đương. Và trong bảng xếp hạng hàng hải tầm xa,
Nhật Bản đứng thứ 3, thậm chí trước cả Nga. Nhìn vào bảng xếp hạng khác nhau, bao gồm cả xếp hạng của Viện Lowy, lực lượng phòng vệ Nhật Bản xếp sau Trung Quốc trong hầu hết các lĩnh vực. Theo số liệu do Global Firepower cung cấp, Trung Quốc có tổng cộng 777 tàu chiến các loại, trong khi Nhật Bản chỉ có 155 chiếc, chênh lệch 622 chiếc. Trong đó, số lượng tàu ngầm giữa Trung Quốc và Nhật Bản là 79 so với 21 chiếc, chênh lệch 58 chiếc, và so sánh giữa các tàu khu trục là 41 so với 36 chiếc. Về sức mạnh không quân, Trung Quốc có tổng cộng 3.285 máy bay chiến đấu các loại, còn Nhật Bản có 1.449, chênh lệch 1.836 chiếc. Mặc dù có sự chênh lệch lớn về số lượng máy bay chiến đấu, nhưng các chuyên gia quân sự cho rằng Nhật Bản hoàn toàn không có hy vọng sánh ngang Trung Quốc. Lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản thua kém nhiều về số lượng so với không quân của quân đội Trung Quốc. Dù vậy, các máy bay chiến đấu đa năng thế hệ thứ tư của Nhật Bản có thể giúp cân bằng sức mạnh không quân của cả hai bên. Nhật Bản cũng mua 147 máy bay chiến đấu F-35 thế hệ thứ 5, khiến nước này trở thành nước sử dụng máy bay chiến đấu tàng hình lớn nhất của Mỹ ngoài chính quân đội Mỹ. Về sức mạnh hải quân, lực lượng phòng vệ Nhật Bản có những lợi thế nhất định so với hải quân Trung Quốc về các tàu khu trục và có một hạm đội tàu ngầm xuất sắc. Những năm gần đây, Nhật Bản đã có thể sánh ngang với Trung Quốc hoặc Nga trong một số lĩnh vực, thậm chí có thể tốt hơn ở một số lĩnh vực riêng lẻ. Ví dụ trong tác chiến chống tàu ngầm, một số học giả Trung Quốc cho rằng lực lượng phòng vệ hàng hải của Nhật Bản chỉ đứng sau hải quân Hoa Kỳ. Trong cuốn sách Thanh Kiếm Biển Đông, lực lượng phòng vệ Nhật Bản, hai chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản luôn nhấn mạnh chống tàu ngầm là trên hết. Trong tư duy tác chiến, đóng tàu, mua sắm trang thiết bị và nhiều mặt khác, chống tàu ngầm là trên hết. Nhìn ra thế giới thì chỉ e rằng chỉ có hải quân Mỹ mới có thể vượt qua Nhật Bản về tác chiến chống tàu ngầm. Một báo cáo của Quỹ Cadency vì Hòa bình Quốc tế cũng tiết lộ rằng, trên thực tế, một số quan chức quốc phòng Nhật Bản từng nói rằng tàu ngầm Trung Quốc không thể xâm nhập Thái Bình Dương qua quần đảo Ryukyu hoặc qua eo biển Bashi mà không bị hệ thống chống ngầm của Mỹ và Nhật Bản phát hiện. Nhật Bản không chỉ có công nghệ chống tàu ngầm hàng đầu mà còn được coi là nước có tàu ngầm hạng nhất. Từ những năm 1980, Nhật Bản đã biên chế liên tiếp 4 thế hệ tàu ngầm là tàu ngầm dòng Jushio, tàu ngầm dòng Harushio, tàu ngầm GS Oyashio và tàu ngầm dòng Soryu, hay còn gọi là 16SS. Tần suất cập nhật rất nhanh. Hiện tại, tàu ngầm dòng Soryu mới nhất của lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản có thể thực hiện cả tuần tra ngoài khơi và hoạt động trên biển, và được nhiều người đánh giá là một trong những tàu ngầm chạy bằng động cơ thông thường tân tiến nhất và êm nhất thế giới. Nhà sản xuất tàu ngầm Mitsubishi Heavy Industries vừa tiết lộ tàu ngầm dòng 29SS thế hệ tiếp theo, bao gồm một loạt các cập nhật thiết kế quan trọng để đảm bảo rằng Nhật Bản sẽ có tàu ngầm phi hạt nhân chạy êm nhất và hiện đại nhất thế giới. Nhật Bản cũng là một trong số ít quốc gia trên thế giới đang phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6. Kế hoạch được công bố trên trang web chính thức của Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, bảo đảm ưu thế trên không là điều kiện tiên quyết để thực hiện các hoạt động phòng thủ khác nhau. Đồng thời nói thêm rằng việc phát triển các máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo là điều kiện cần thiết. Đối với quốc phòng của Nhật Bản, máy bay chiến đấu thế hệ tiếp theo SX được lên kế hoạch khai triển vào khoảng năm 2035, chủ yếu do Mitsubishi Heavy Industries đảm nhận và làm máy bay chiến đấu chủ đạo trong nước, được chờ đợi từ lâu của Nhật Bản. Bà Sheila Smith, chuyên gia về Nhật Bản và là thành viên cấp cao tại Viện Quan hệ Đối ngoại, một tổ chức tư vấn của Hoa Kỳ, nói với VOA rằng, nếu bạn nhìn vào vũ khí của họ, Nhật Bản có một số phần cứng tân tiến nhất trên thế giới. Về hệ thống vũ khí chính, nó dẫn đầu về mặt công nghệ. Ông Jerry Horning, chuyên gia về an ninh Nhật Bản tại RAND Corporation, một tổ chức tư vấn của Mỹ, cho biết, dù Nhật Bản phát triển quân đội như thế nào, thì cán cân quân sự của họ với Trung Quốc sẽ không thay đổi. Ông nói với VOA, bởi vì quân đội của Nhật Bản nhỏ hơn so với quân đội Trung Quốc, nên so sánh cả hai bên về mặt nào đó giống như so sánh quả táo với quả cam. Ông Honing chỉ ra rằng lực lượng phòng vệ Nhật Bản thực sự có thể hỗ trợ quân đội Mỹ, nhưng Nhật Bản đang tập trung phát triển khả năng tự vệ và phòng thủ. Ví dụ, Nhật Bản chưa phát triển máy bay ném bom chiến lược hoặc tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Ông nói, Nhật Bản chưa phát triển khả năng tấn công Trung Quốc. Vì vậy, về vấn đề này, khi Bắc Kinh phàn nàn về chi tiêu quốc phòng của Nhật Bản, tôi nghĩ Trung Quốc hơi lố bịch và đạo đức giả một chút.
vì Trung Quốc là quốc gia sử dụng rất nhiều ngân sách vào các cuộc tấn công. Vũ khí và thiết bị tân tiến, chi tiêu quân sự khổng lồ và lực lượng vũ trang quy mô lớn là rất quan trọng. Nhưng có vô số ví dụ ở Trung Quốc cổ đại và hiện đại cũng như nước ngoài, cho thấy kẻ yếu hoàn toàn có thể đánh bại kẻ mạnh. Nhìn vào cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, mọi người nghĩ rằng Nga có một quân đội rất tân tiến, hiện đại. Nhưng màn trình diễn của họ trước Ukraine trên chiến trường trông không tuyệt vời như vậy. Hiện tại rất khó để nói sức mạnh quân sự của Nhật Bản đứng thứ tư hay thứ năm, hay đưa ra con số nào. Người ta có thể sử dụng một con số để tính toán chi tiêu quân sự, v.v. Nhưng sự khác biệt về sức mạnh quân sự không thực sự cho biết đến cho đến khi trận chiến bắt đầu. Nhuệ khí hay các yếu tố vô hình khác hoàn toàn có thể quyết định đến kết quả cuối cùng. Trong các báo cáo quân sự, đó là những yếu tố không bao giờ được nhắc đến. Sẽ gần như không thể dự đoán được mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào nếu Trung Quốc và Nhật Bản tham gia vào một cuộc xung đột quân sự. Nhật Bản có truyền thống sức mạnh hàng hải rất lâu đời từ hơn một thế kỷ trở lại đây. Vì vậy, Nhật Bản đã thừa hưởng một học thuyết rất phong phú về chiến tranh hải quân và sự hiểu biết sâu sắc về các chiến thuật tác chiến hải quân, lại có bề dày kinh nghiệm về biển cả. Ngoài ra, kiến thức về tác chiến hải quân của Nhật Bản rất sâu rộng, nhưng nó hiện không được thể hiện giống như hạm đội 7 của Hoa Kỳ hay hải quân Trung Quốc. Hải quân Mỹ rất tôn trọng năng lực hải quân của Nhật Bản, một trong những lực lượng xuất sắc nhất thế giới về chuyên môn và kiến thức. Quân đội Nga từ lâu đã được công nhận là một trong những quân đội hùng mạnh hàng đầu thế giới, có nhiều vũ khí tối tân sánh ngang với Mỹ. Tuy nhiên, một số nhược điểm vô hình như hệ thống tác chiến, chỉ huy hay sự phối hợp của quân đội đã khiến Nga sa lầy vào cuộc chiến ở Ukraine. Ukraine nằm ngoài top 20 trong bảng xếp hạng hỏa lực toàn cầu, một khoảng cách khá xa so với Nga. Ngược lại, khoảng cách giữa Nhật Bản và Trung Quốc thì nhỏ hơn nhiều. Kết quả của cuộc chiến Ukraine vẫn chưa rõ ràng, nhưng đã có nhiều phân tích sâu sắc về lý do tại sao đội quân siêu cường của Nga lại phải chịu tổn thất lớn. Quân đội Trung Quốc được cho là có những vấn đề tương tự với quân đội Nga ở nhiều khía cạnh. Ông Bùi Mẫn Hưng, giáo sư Đại học Lomon Makhana, Hoa Kỳ đã xuất bản một bài báo chỉ ra rằng sự cốt của quân đội Nga nên là một lời cảnh tỉnh đối với quân đội Trung Quốc. Bài báo được đăng trên Rosette Syndicate, một diễn đàn chính trị quốc tế lấy tham nhũng làm ví dụ. Theo đó, không có gì đáng ngạc nhiên khi Nga, quốc gia có tình trạng tham nhũng tệ nhất trong số 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới, đã chứng kiến quân đội của mình suy yếu nghiêm trọng vì điều này. Và tham nhũng trong quân đội Trung Quốc có thể cũng nghiêm trọng như vậy, thậm chí còn tồi tệ hơn. Xét theo số lượng các tướng sĩ cấp cao của quân đội Trung Quốc bị bắt vì tội tham nhũng trong thập niên qua. Ông Philip Sanders, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quân sự Trung Quốc tại Đại học Quốc phòng, cũng chỉ ra rằng văn hóa tổ chức, sự thăng tiến và sự kiểm soát tuyệt đối của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với quân đội Trung Quốc khiến quân đội nước này khó trở thành một quân đội đẳng cấp thế giới thực sự. Ông nói trong một cuộc điều trần năm 2019 về đánh giá quân sự của Trung Quốc bởi Ủy ban đánh giá kinh tế và an ninh Hoa Kỳ-Trung Quốc thuộc Quốc hội Hoa Kỳ rằng hạn chế quan trọng nhất đối với quân đội Trung Quốc là khía cạnh con người. Như vậy, nếu có một cuộc chiến xảy ra giữa Nhật Bản và Trung Quốc, thì quả thật chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Tokyo hiểu rằng để đảm bảo các lợi ích an ninh cho Nhật, nước này phải tăng cường khả năng phòng vệ cho cả các đối tác, điển hình các nước Đông Nam Á. Thực tế, yếu tố cản trở Nhật Bản trang bị khí tài và xuất khẩu vũ khí là nước này vẫn chịu ảnh hưởng bởi nền kinh tế Trung Quốc. Mặc dù vậy, việc Nhật vẫn tăng cường năng lực quốc phòng cho các đối tác nhằm gửi tín hiệu đến Bắc Kinh rằng hành động của Trung Quốc là không phù hợp như những gì Bắc Kinh vẫn rao giảng. Khi chiến tranh Ukraine đang thu hút mọi ánh nhìn, thì có một khu vực cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ bùng nổ xung đột. Đó là những vùng nước xung quanh hai cường quốc nhiều thù hận, Trung Quốc và Nhật Bản. Trong những tuyên bố rõ ràng và cứng rắn nhất của mình, Nhật Bản khẳng định rằng nếu Trung Quốc mạo hiểm tấn công Đài Loan, thì họ sẽ tham chiến để bảo vệ Đài Loan. Trong nội bộ của Trung Quốc, lập tức có người lấy vũ khí hạt nhân ra uy hiếp. Nhật Bản không có vũ khí hạt nhân, nhưng dưới sự bảo hộ bằng vũ khí hạt nhân của Hoa Kỳ, Trung Quốc sẽ không dám hành động hấp tấp. Tuy nhiên, việc uy hiếp bằng vũ khí hạt nhân cho thấy Trung Quốc rất có thể tin rằng dựa vào quân đội chính quy sẽ không thể đánh bại Nhật Bản. Tương quan lực lượng về quân đội chính quy giữa Trung Quốc và Nhật Bản có thể khiến rất nhiều người chúng ta bất ngờ.
hãy cùng thế giới tiêu điểm so sánh sức mạnh quân sự giữa hai cường quốc này để thử xem một khi chiến tranh bùng nổ thì chuyện gì sẽ xảy ra. Hiến pháp Nhật Bản quy định lực lượng phòng vệ chỉ được phép tự vệ và không được phép ra nước ngoài chiến đấu. Quốc phòng của Nhật Bản phụ thuộc vào nhiều hơn so với Hiệp ước An ninh Hoa Kỳ-Nhật Bản và quân đội Hoa Kỳ đóng tại Nhật Bản. Nếu Trung Quốc phá vỡ chuỗi đảo đầu tiên bằng cách tấn công Đài Loan, trước khi tiến tới chuỗi đảo thứ hai, nó nhất định sẽ loại bỏ hết các mối đe dọa từ chuỗi đảo thứ nhất. Quần đảo Ryukyu của Nhật Bản nằm ở phía bắc Đài Loan, trên cùng chuỗi đảo đầu tiên với Đài Loan nên sẽ phải đứng mũi chịu sào. Vì vậy, Nhật Bản khó có thể đứng yên nhìn Đài Loan bị tấn công. Theo xếp hạng của trang web quân sự hỏa lực toàn cầu Global Firepower, sức mạnh quân sự tổng hợp của Nhật Bản đứng thứ 5 trên thế giới. Nhật Bản là quốc gia hàng hải tương đối điển hình, chú trọng vào phòng thủ lãnh hải và vùng trời nên lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật Bản là mạnh nhất. Tiếp đến là lực lượng phòng vệ trên không và yếu nhất là lực lượng phòng vệ trên bộ. Trung Quốc đứng thứ 3 về sức mạnh quân sự nhưng rất khó để đội quân khổng lồ này đến được Nhật Bản. Các chiến đấu cơ của lực lượng không quân Trung Quốc thiếu khả năng tiếp nhiên liệu, chỉ một vài trong số chúng có thể đe dọa Nhật Bản, và vẫn đang ở khoảng cách về thế hệ so với các chiến đấu cơ của Nhật. Xung đột quân sự dễ xảy ra nhất giữa Trung Quốc và Nhật Bản là hải quân, nhưng hải quân của Trung Quốc không có lợi thế so với lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật. So sánh hải quân, lực lượng phòng vệ trên biển của Nhật gần 46.000 binh sĩ, quân số tuy ít, nhưng lại có 4 tàu khu trục mang phi cơ trực thăng và 28 tàu khu trục cỡ lớn và vừa. Ngoài ra còn có 2 khinh hạm, 6 khinh hạm hạng nhẹ và 20 tàu ngầm. Hải quân Trung Quốc có quân số khoảng 300.000 người, có 2 hàng không mẫu hạm, 23 tàu khu trục cỡ lớn và vừa. Ngoài ra còn có khoảng 30 khinh hạm Tai-054, 72 khinh hạm hạng nhẹ Tai-056, và khoảng 65-70 tàu ngầm. Số lượng tàu trọng tải nhỏ của Hải quân Trung Quốc là lớn nhất. Hầu hết chúng chỉ có thể dùng để phòng thủ gần bờ. Theo đánh giá của quân đội Mỹ, sẽ cần thêm thời gian để các chiến cơ trên hàng không mẫu hạm của Trung Quốc hoàn thiện chiến lực. Chiến cơ J-15 trên hàng không mẫu hạm của Trung Quốc đã không vượt qua được bài kiểm tra, cũng chưa được sản xuất hàng loạt. Hàng không mẫu hạm của Trung Quốc chỉ được điều động khoảng 1-2 lần mỗi năm, và mỗi lần đều không quá một tháng. Hơn nữa chỉ là đi loanh quanh ở những vùng biển gần bờ. Nhật Bản không có hàng không mẫu hạm, như có 2 tàu hộ tống Izumo với tải trọng 27 tấn. Chiếc Izumo đầu tiên đã được cải tạo xong, có thể chở ít nhất 12 chiến cơ F-35B Blindnight-2. Một khi nó trở thành hàng không mẫu hạm hạng nhẹ, sức chiến đấu thực tế chắc chắn sẽ tốt hơn hàng không mẫu hạm của Trung Quốc. Nhật Bản còn có 2 tàu khu trục lớp Higa với tải trọng 19.000 tấn. Hiện chủ yếu được sử dụng để chống tàu ngầm. Trung Quốc vừa đưa vào biên chế tàu tấn công đổ bộ Tai-075, tuy có bon dài nhưng lại không đủ để chiến cơ cất cánh, hạ cánh. Tai-055 mới nhất của Trung Quốc vừa được đưa vào biên chế với 3 tàu. Tải trọng khoảng 12.500 tấn, được trang bị 112 ống phóng hỏa tiễn, có thể mang theo hỏa tiễn phòng không, hỏa tiễn chống hạm, hỏa tiễn công kích đối đất và ngư lôi chống tàu ngầm. Tai-055 tương đương với phiên bản phóng to của tàu khu trục Tai-052D, bắt chước tàu khu trục lớp Rus của quân đội Hoa Kỳ. Nhật Bản có 2 tàu khu trục lớp Maya tải trọng 10.250 tấn với 96 ống phóng hỏa tiễn thẳng đứng, 2 tàu khu trục lớp Atogo trọng tải 10.000 tấn với 96 ống hỏa tiễn thẳng đứng và 4 tàu khu trục lớp Kango trọng tải 9.485 tấn với 90 ống phóng hỏa tiễn thẳng đứng, được trang bị hỏa tiễn tiêu chuẩn RIM-66, hỏa tiễn phòng không RIM-161 cũng như hỏa tiễn chống hạm Harpoon. Loại mới nhất được trang bị hỏa tiễn tiêu chuẩn RIM-174 nhưng không có hỏa tiễn tấn công mặt đất. 8 tàu khu trục này đều được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis có tính năng tương tự như các tàu khu trục lớp Rus của Hoa Kỳ và sở hữu khả năng đánh dặn hỏa tiễn. Trung Quốc đã đóng lô đầu tiên của khu trục hạm Tai-055 với 8 tàu.
Sau khi tất cả chúng được đưa vào phục vụ, số lượng tàu khu trục với tải trọng 10.000 tấn của Trung Quốc mới bằng với của Nhật Bản. Tính năng của các tàu chiến Trung Quốc không thể so sánh được với các tàu của Nhật Bản. Sự khác biệt lớn nhất nằm ở radar, hệ thống chiến đấu Aegis và khả năng đánh chặn hỏa tiễn. Khả năng chống tàu ngầm của tàu khu trục Trung Quốc vẫn còn hạn chế. Ngược lại, khả năng chống tàu ngầm của các tàu Nhật Bản được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis tương đương với khả năng của quân đội Hoa Kỳ. Khu trục hạm chủ lực hiện tại của Trung Quốc là Type 052D với 17 tàu đang hoạt động. Nó có tải trọng 7.500 tấn và được trang bị 64 ống phóng hỏa tiễn, bao gồm hỏa tiễn phòng không chống hạm và chống tàu ngầm, không có hỏa tiễn tấn công mặt đất. Type 052C cũ được Trung Quốc đóng 6 tàu với 48 ống phóng hỏa tiễn, chỉ có hỏa tiễn phòng không và hỏa tiễn chống hạm. Các loại khu trục hạm được sản xuất thử nghiệm trước đây chưa thể đáp ứng yêu cầu nên không được sản xuất hàng loạt. Trung Quốc đã cố gắng bắt chước tàu khu trục hiện đại nhập khẩu từ Nga, nhưng nhận thấy rằng nó đã lỗi thời, nên cuối cùng đã bắt chước các tàu thuộc hệ thống chiến đấu Aegis của Mỹ. Hệ thống radar và chiến đấu của những tàu khu trục này không tốt bằng chiếc 055 mới nhất và thiếu khả năng chống hỏa tiễn và chống tàu ngầm. Các tàu khu trục hạng trung của Nhật Bản bao gồm 2 tàu khu trục lớp Asahi và 4 tàu khu trục lớp Akizuki với tải trọng 6.800 tấn, 5 tàu khu trục lớp Takanami với tải trọng 6.300 tấn và 9 tàu khu trục lớp Marasami với tải trọng 6.200 tấn. Vũ khí chính của 20 tàu khu trục này là 32 ống phóng hỏa tiễn thẳng đứng, được trang bị hỏa tiễn RIM-162 ESSM với khả năng phòng không, đánh chặn hỏa tiễn và cũng có thể trang bị hỏa tiễn chống tàu ngầm. 8 hỏa tiễn chống hạm, 1 phi cơ trực thăng. Các tàu khu trục này đều tham khảo các tàu thuộc hệ thống chiến đấu Aegis của Hoa Kỳ, nhưng chúng chưa được trang bị hệ thống Aegis. Nhật Bản còn có 8 tàu khu trục lớp Asagishi đời đầu với tải trọng 5.200 tấn, đã được chuyển đổi thành các khinh hạm tuần dương ven biển. Các tàu khu trục của Nhật Bản chủ yếu dùng để phòng không, chống hỏa tiễn, chống hạm và chống tàu ngầm. Thiết kế ban đầu đã xem xét đến việc đánh chặn của các hỏa tiễn đạn đạo có thể phóng ra từ Triều Tiên. Bởi vậy, trong trường hợp xảy ra hải chiến giữa Trung Quốc và Nhật Bản, tính năng và số lượng các tàu khu trục Trung Quốc không thể so sánh với các tàu khu trục của Nhật Bản. Đặc biệt là các tàu khu trục cỡ lớn, các tàu khu trục của Trung Quốc tự vệ còn rất nhỏ, chứ chưa nói đến hộ tống hàng không mẫu hạm. Trung Quốc với 7 tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang hỏa tiễn Cự Lan 2 có thể đe dọa Nhật Bản về mặt lý thuyết. Nhưng Trung Quốc có rất nhiều hỏa tiễn đạn đạo đối đất nên các tàu ngầm hạt nhân chiến lược sẽ chủ yếu nhắm vào Hoa Kỳ. Nhật Bản không có vũ khí hạt nhân và không có tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Trung Quốc có 8 đến 9 tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân. Type 093B trên G mới nhất có tải trọng khoảng 7.000 tấn. Và Type 091 trước đó có tải trọng khoảng 5.500 tấn. Những chiếc tàu ngầm này có khả năng tác chiến xa bờ. Một số chiếc được bố trí ở căn cứ Thanh Đảo. Tuy nhiên, biển Hoa Đông là vùng nước nông, tàu ngầm dễ bị phát hiện ngay khi điều động. Nó rất khó tránh khỏi sự truy lùng của phi cơ tuần tra chống ngầm và hải quân của Nhật Bản. Trung Quốc có nhiều tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ thông thường hơn, chủ yếu được sử dụng để phòng thủ ven biển. Chúng hầu như không thể đi đến các vùng biển của Nhật Bản vì âm thanh to hơn, dễ bị phát hiện hơn. Nhật Bản là khu quốc gia không sử dụng vũ khí hạt nhân, chỉ có các tàu ngầm tấn công chạy bằng động cơ thông thường. Nhật Bản có 11 tàu ngầm lớp Shoryu với tải trọng 4.200 tấn, 9 tàu ngầm lớp Ozashio với tải trọng 3.500 tấn với mẫu mới nhất là tàu ngầm lớp Taigi với một chiếc đang hoạt động. Công nghệ tàu ngầm của Nhật Bản đứng hàng đầu thế giới. Tàu ngầm của Nhật chạy bằng pin lithium-ion, đo yên tĩnh không quốc gia nào sánh. Cơ hội chạm trán trực tiếp giữa tàu ngầm Trung Quốc và tàu ngầm Nhật Bản là không lớn. Nhưng tàu ngầm Nhật Bản là một mối đe dọa đáng kể đối với các chiến hạm cỡ lớn của Trung Quốc. Mối đe dọa tàu ngầm Trung Quốc đối với hạm đội Nhật Bản là tương đối nhỏ, vì Nhật Bản luôn tham chiếu trang thiết bị và các bài huấn luyện chống tàu ngầm của quân đội Hoa Kỳ. Nơi mà hải quân Trung Quốc và Nhật Bản có thể xảy ra xung đột biển Hoa Đông được dự đoán là sẽ xảy ra cuộc đọ sức giữa các khu trục hạm chủ lực. Hải quân Trung Quốc hiện đang bất lợi hơn. Trong tương lai, hàng không mẫu hạm hạng nhẹ có thể đối chiến với hàng không mẫu hạm tiêu chuẩn.
Trung Quốc càng khó có được ưu thế. Hạm đội Bắc Dương thành lập vào thời nhà Thanh là hạm đội đầu tiên có tàu bọc sắt, nhưng ngay cả việc tích trữ đạn dược vẫn chưa được tiêu chuẩn hóa, cũng chưa hiểu rõ chiến thuật thủy chiến và tham nhũng nhiều. Hải quân của Trung Quốc thậm chí còn tệ hơn. Nếu mạo hiểm tham chiến, rất có khả năng sẽ lặp lại cục diện của cuộc chiến Trung Nhật vào năm 1894 đến năm 1895. So sánh không quân. Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật có khoảng 50.000 người đang tài ngũ và có ít nhất 21 phi cơ chiến đấu tàng hình thế hệ thứ 5 F-35A. Flynai 2, Nhật đã đặt hàng tổng cộng 105 chiếc F-35A và 42 chiếc F-35B. Nhật Bản có 200 phi cơ tiêm kích chiếm ưu thế trên không F-15 Aegis, 80 phi cơ tiêm kích đa năng F-2 tự sản xuất dựa trên cơ sở chiếc F-16 Fighter Falcon. Nhật Bản cũng có 18 phi cơ cảnh báo sớm do Hoa Kỳ sản xuất, 6 phi cơ tiếp dầu do Hoa Kỳ sản xuất và 200 phi cơ huấn luyện không có phi cơ ném bom tấn công. Lực lượng phòng vệ trên không của Nhật Bản có chiến thuật rất rõ ràng, chủ yếu là bảo vệ không phận của mình và tấn công các mối đe dọa trên biển. Không có lý do gì để chiến đấu cơ của Nhật Bản tiếp cận đường bờ biển của Trung Quốc. Xung đột giữa lực lượng không quân của hai bên chỉ có thể xảy ra nếu Trung Quốc mạo hiểm tấn công. Trung Quốc có khoảng 70 phi cơ tiêm kích đa năng Su-30 và 24 chiếc Su-35 được nhập khẩu từ Nga, cùng với hơn 200 chiếc Si-16 có thể đã được sản xuất. Các phi cơ này có thể tiếp cận không phận Nhật Bản và hỗ trợ các trận hải chiến ở biển Hoa Đông và biển Hoàng Hải. Nếu không phải đối mặt với F-35 của Nhật thì chúng không có cơ hội chiến thắng. Nếu cận chiến F-15 của Nhật thì có thể có cơ hội, còn chiến đấu ở cự ly xa thì sẽ rơi vào thế hạ phong. Trung Quốc còn có phi cơ tiêm kích C-11 là mẫu nhái của Su-27, có thể bay gần không phận Nhật Bản và hỗ trợ cho các trận hải chiến, nhưng nó cũng không có lợi thế vì thiếu sự hỗ trợ của phi cơ tiếp dầu. Tiêm kích hạng nhẹ C-10 của Trung Quốc có tầm bay ngắn nên không thể tham chiến ngoài biển. Phi cơ ném bom H-6 của Trung Quốc có thể vươn tới Nhật Bản, nhưng tấn công khi thiếu chiến đấu cơ hộ tống cũng tương đương với hành vi tự sát. Phi cơ tiêm kích tàng hình thế hệ thứ 5 C-20 của Trung Quốc hiện đang trang bị cho hai lữ đoàn, nhưng người ta đoán rằng nó sẽ tiếp tục tập trung vào biểu diễn, chưa thể đưa vào thực chiến. Radar chiến đấu cơ kiểu Mỹ mà Nhật sở hữu có tính năng tốt hơn và sở trường hơn trong tác chiến cự ly xa. Điều này đã được kiểm chứng nhiều lần trong thực chiến. Tính năng của radar trên các chiến cơ của Trung Quốc chưa bao giờ được thử nghiệm trong thực chiến. Các bài tập huấn luyện mà Trung Quốc công khai vẫn là tác chiến cự ly gần. Các phi công của Nhật đã nhiều lần huấn luyện với quân đội Hoa Kỳ, khả năng thực chiến của họ sẽ trội hơn một bậc. So sánh hệ thống phòng không. Nhật Bản có hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot BAC-3 dùng để đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo ở giai đoạn cuối và cũng có thể tấn công phi cơ đối phương. Việc đánh chặn hỏa tiễn ở giai đoạn giữa do các tàu khu trục có lắp hệ thống chiến đấu AESIS đảm nhiệm. Hỏa tiễn tầm trung Đông Phong 26 và Đông Phong 21 của Trung Quốc có thể tấn công lãnh thổ Nhật Bản, bao gồm cả tàu chiến, nhưng vẫn chưa rõ liệu chúng có thể xuyên thủng hệ thống chiến đấu AESIS và hệ thống phòng thủ hỏa tiễn Patriot hay không. Nhật Bản đang cố gắng tăng tầm bắn của hỏa tiễn lên 900 km. Mục tiêu trong tương lai là 1.500 km. Quân đội Hoa Kỳ cũng dự tính sẽ triển khai hỏa tiễn siêu thanh tầm trung loại mới nhất ở Nhật Bản. Theo Hiệp ước An ninh Hoa Kỳ, Nhật Bản nếu Trung Quốc sử dụng hỏa tiễn để tấn công Nhật Bản, quân đội Hoa Kỳ sẽ nhanh chóng tiến hành một cuộc phản công bằng hỏa tiễn và cũng có thể tấn công các căn cứ hỏa tiễn của Trung Quốc bằng lực lượng không quân. Trung Quốc có lẽ sẽ không dám sử dụng vũ khí hạt nhân để tấn công Nhật Bản, vì nó sẽ dẫn tới một cuộc phản công hạt nhân từ phía Hoa Kỳ, trong khi Trung Quốc vẫn chưa có một hệ thống phòng thủ hỏa tiễn hoàn chỉnh. Lục quân của Trung Quốc có gần 1 triệu người, nhưng lại không thể dùng chiến thuật biển người để tấn công Nhật Bản. Lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản chỉ có khoảng 150.000 người với trang thiết bị hữu hạn, nhưng lục quân hai nước rất khó gặp nhau. Nhật Bản chủ yếu dựa vào hải quân và lực lượng phòng không để chiến đấu. Tuyến phòng thủ thứ ba là hỏa tiễn chống hạm đối đất. So với Nhật Bản, hải quân và không quân của Trung Quốc vẫn còn là một khoảng cách nhất định. Nhật Bản là một trong số ít các quốc gia phát triển trên thế giới chỉ tập trung vào phòng thủ quốc gia, cộng thêm với hệ thống phòng thủ của Hoa Kỳ. Khả năng phòng thủ thực tế trên biển và trên không của Nhật Bản được xếp vào vị trí thứ hai trên thế giới.
quân đội Nhật Bản không tham chiến sau Thế chiến thứ hai, nhưng đã huấn luyện với quân đội Hoa Kỳ từ lâu. Khả năng chiến đấu thực tế là cao hơn so với quân đội của Trung Quốc. Quân nhân tại ngũ của Nhật Bản chỉ có khoảng 250.000 người, số lượng quân nhân dự bị là khoảng 55.000 người. Nhưng trước mối đe dọa ngày càng hiện hữu từ Trung Quốc, nước Nhật dưới thời thủ tướng Fumio Kishida đã thay đổi. Nhật Bản sẽ tăng ngân sách quốc phòng trong giai đoạn 2023 đến 2027 lên khoảng 315 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, khoảng 36 tỷ đô la Mỹ sẽ được sử dụng để chế tạo các tên lửa tầm xa có thể phóng từ bên ngoài, tầm bắn của kẻ thù và mua tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ chế tạo có tầm bắn lên tới khoảng 1.600 km. Các mặt hàng trong danh sách mua sắm quân sự của Nhật Bản trong 5 năm tới bao gồm tên lửa đánh chặn để phòng thủ tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái tấn công và trinh sát, thiết bị liên lạc vệ tinh, máy bay chiến đấu tàng hình Lockheed Martin F-35, máy bay trực thăng, tàu ngầm, tàu chiến và máy bay vận tải hạng nặng. Kế hoạch của Thủ tướng sẽ tăng gấp đôi chi tiêu quốc phòng lên khoảng 2% GDP trong 5 năm. Vượt qua giới hạn chi tiêu 1% tự đặt ra từ năm 1976, Trung Quốc có thể tiếp tục khiêu khích Nhật Bản vì Nhật Bản chỉ có thể phòng thủ chứ không thể tấn công. Tuy nhiên, với sức mạnh công nghệ và kinh tế của Nhật Bản, dù cho là khiêu khích quân sự, chạy đua vũ trang hay mạo hiểm khai chiến, Trung Quốc có thể đã chọn nhầm đối thủ. Biển Đông ngày càng căng thẳng trong cuộc diện chư hầu phân tranh, được thua chưa rõ. Tuyến đường huyết mạch ở châu Á-Thái Bình Dương nối từ eo biển Malacca qua biển Đông, eo biển Đài Loan và vòng lên biển Hoa Đông giờ đây khó đi hơn bao giờ hết. Nhật Bản là cường quốc kinh tế suốt hai thế kỷ qua, giờ đây đang muốn vươn lên trở thành cường quốc quân sự. Nhưng đối thủ đáng gờm của họ là một Trung Quốc ngày càng lộ rõ tham vọng làm anh cả ở Tây Thái Bình Dương. Trong tình thế ấy, Hoa Kỳ đang dịch chuyển chiến lược tới Indo-Pacific, vừa hay có thể cùng Nhật Bản tạo ra gọng kìm siết chặt Bắc Kinh. Từ lâu, liên minh Mỹ-Nhật thường được mô tả bằng cụm từ mũi giáo và chiếc khiên, ý nói Hoa Kỳ là tiên phong và Nhật Bản ở phía sau. Nhưng nay tình thế đã khác, Hoa Kỳ đang muốn Nhật Bản đứng vào vị trí mũi giáo, một mũi giáo sắc lẹm có thể xuyên thẳng vào tứ huyệt của gã khổng lồ phương Đông, Trung Quốc. Những năm gần đây, Trung Quốc là bóng đen bao phủ chiến lược quốc phòng của Nhật Bản. Vì Bắc Kinh gần đây gia tăng các hoạt động quân sự quanh Đài Loan khiến Tokyo lo ngại vì hòn đảo tự trị này nằm gần chuỗi đảo Okinawa của Nhật Bản. Năm ngoái, trong bài phát biểu kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã cam kết hoàn tất cái gọi là tái thống nhất với Đài Loan bằng mọi giá. Điều này khiến nước Nhật kinh động. Vì từ lâu, Nhật Bản và Đài Loan đã được coi như những đối tác an ninh thân thiết, và chính Đài Loan cũng từng là thuộc địa cũ của Nhật Bản trong suốt nửa thế kỷ từ năm 1895 đến năm 1945. Vì thế, ta không lạ gì khi rất nhiều quan chức Nhật Bản đã đáp trả lời lẽ cứng rắn của ông Tập Cận Bình rằng an nguy của Đài Loan quan hệ tới tồn vong của Nhật Bản và rằng nếu Trung Quốc tấn công Đài Loan, Hoa Kỳ và Nhật Bản sẽ không đứng ngoài cuộc, sẽ bảo vệ hòn đảo này đến cùng. Những lời này rõ ràng không phải chuyện đùa giỡn. Liên minh Mỹ-Nhật từ lâu đã được biết đến là mối quan hệ xuyên Thái Bình Dương bền chặt nhất thế giới. Khi quân đội Hoa Kỳ rút khỏi Trung Đông để tập trung đối phó với Trung Quốc, Washington đang ráo riết tìm kiếm đồng minh, đối tác. Mục tiêu là đồng minh ấy vừa có thể kiềm chế được Bắc Kinh, vừa có thể duy trì được sự tự do, cởi mở ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Và có lẽ không quốc gia nào khác có thể giúp đỡ Hoa Kỳ.
Bản lớn hơn, nó có thể sẵn sàng hỗ trợ hải quân Mỹ trong các tình huống bất ngờ. Điều này cũng sẽ mang đến cho các nhà hoạch định chiến lược quốc mới. Chiến thắng trong chiến tranh ít phụ thuộc vào việc bạn có bao nhiêu binh sĩ tham chiến. Công nghệ hiện đại ngày càng thay đổi cơ bản tính chất của các cuộc chiến. Hoa Kỳ sẽ không mở rộng thêm các căn cứ quân sự tại Nhật Bản, điều có thể khiến chính họ bị tổn thương khi những căn cứ này trở thành mục tiêu bị tấn công. Thay vào đó, Mỹ, Nhật sẽ hài lòng hơn với phương án khai triển hệ thống tên lửa một cách linh hoạt thông qua các nền tảng di động, luân phiên ở các đảo hoặc chiến thuật triển khai trên máy bay không người lái. Điều này hoàn toàn phù hợp với chiến lược mới của Hoa Kỳ tại Ấn Độ-Thái Bình Dương là phân tán lực lượng để giảm thiểu thiệt hại khi có xung đột. Tháng 8 năm 2021, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã lên kế hoạch khai triển các tên lửa diệt hạm và phòng không cùng 500-600 binh sĩ trên đảo Ishikagi, một hòn đảo nằm trên chuỗi đảo khống chế đường ra vào Thái Bình Dương của quân đội Trung Quốc. Và đặc biệt, hòn đảo này chỉ cách Đài Loan chừng 200 km. Chủ đảo Nansei trải dài khoảng 1.200 km, tương đương với chiều dài của quần đảo Nhật Bản. Nansei là phần đầu tiên của chủ đảo thứ nhất, chiến lược mà theo giới chuyên gia là nhằm kiểm soát và kiềm chế tham vọng tiến ra Thái Bình Dương của quân đội Trung Quốc. Tình hình eo biển Đài Loan căng thẳng trong suốt vài năm gần đây khiến liên minh Mỹ-Nhật không thể không xích lại gần hơn nữa. Bắt đầu từ cuối nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump, các quan chức quân sự Hoa Kỳ và Nhật Bản đã bắt đầu chuẩn bị cho khả năng xung đột leo thang giữa Trung Quốc và Đài Loan. Bản kế hoạch được cho là đã đề ra một số hoạt động bao gồm diễn tập huấn luyện quân sự tuyệt mật và các cuộc tập trận chung tại Biển Đông và Hoa Đông.
Từ lâu Hoa Kỳ đã muốn Nhật Bản vốn là đồng minh ký kết hiệp ước phòng thủ chung của mình, cùng nhau tiến hành nhiều kế hoạch quân sự. Tuy nhiên, bản hiến pháp hòa bình thời hậu chiến của Nhật Bản không cho phép quân đội nước này có nhiều không gian tác chiến ở nước ngoài. Tuy vậy, đến năm 2015, chính phủ của ông Abe giải thích rằng hiến pháp vẫn cho phép Nhật Bản hành động để bảo vệ các đồng minh. Điều đó cũng mở ra những cơ hội hợp tác sâu rộng giữa Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nếu Trung Quốc thực sự đánh Đài Loan, Hoa Kỳ sẽ phải dựa vào các căn cứ không quân ở Nhật Bản đã can thiệp. Như vậy, về lý mà nói, Nhật Bản cũng bằng như can dự vào câu chuyện Đài Loan. Nhật Bản đang càng ngày nhận ra rằng sự tồn vong của Đài Loan sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến an nguy của chính họ. Đài Loan là mắt xích quan trọng yếu trong chuỗi đảo thứ nhất, là láng giềng cùng chia sẻ những giá trị tự do dân chủ với Nhật Bản. Liệu mũi giáo Nhật Bản có đủ sắc bén để đâm xuyên qua chiếc áo giáp ngày càng cồng kềnh và rắn chắc của Bắc Kinh? Và liệu Hoa Kỳ có thể giúp mài sắc ngọn giáo ấy để cùng lập thành một gọng kìm bao vây Trung Quốc? Trò chơi vương quyền ba bên Mỹ, Trung, Nhật hãy còn dài. Chúng ta sẽ cùng chờ xem. Nhật Bản đang trỗi dậy, một sự trỗi dậy khiến những nước láng giềng phải lo lắng. Cuối tháng 3 năm 2023, Nhật Bản đã chi 51,6 tỷ đô la cho quốc phòng, tăng 26,4% so với năm tài khóa trước đó. Trong 5 năm tiếp theo đến năm 2027, ngân sách quốc phòng của nước này thậm chí còn tăng gấp đôi. Đây rõ ràng là một sự răn đe dữ dội dành cho Trung Quốc, cựu thù của Nhật Bản trong suốt chiều dài lịch sử. Và một trong những vũ khí nguy hiểm nhất khiến Trung Quốc phải dè chừng chính là khu trục Aegis thế hệ mới. Theo truyền thông Nhật Bản, tàu chiến mới của nước này có tổng chiều dài khoảng 210m và rộng chừng 40m. Lượng choán nước tiêu chuẩn khoảng 20.000 tấn, tương đương với tàu sân bay lớp Izumo hiện tại, vốn là con tàu có lượng giãn nước lớn nhất trong lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản. Điều đó khiến người ta chợt nhớ lại chiếc thiết giáp hạm Yamato lừng danh của Hải quân Nhật năm nào. Hiện nay, ngoài các hàng không mẫu hạm, các tàu chiến lớn nhất thế giới thường có lượng giãn nước khoảng 10.000 tấn. Lượng giãn nước tiêu chuẩn của tàu Thai 055 của Trung Quốc là 11.000 tấn. Còn lượng giãn nước tiêu chuẩn của tàu Sion Đại Đế của Hàn Quốc chỉ là 7.600 tấn. Các tàu khu trục mà chúng ta vừa nói đến có thể mang theo hơn 96 ống phóng thẳng đứng. Nếu Nhật Bản thực sự chế tạo một tàu chiến 20.000 tấn, số lượng ống phóng thẳng đứng có thể dễ dàng lên tới 200 ống. Sau chiến tranh lạnh, hiếm khi xuất hiện một con tàu lớn như vậy. Một ví dụ trong quá khứ chính là tàu tuần dương chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Kirov do Liên Xô cũ chế tạo có lượng giãn nước 28.000 tấn và có thể mang theo 500 quả tên lửa. Nó thực sự là một kho vũ khí lang thang trên biển. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết thủy thủ đoàn của tàu chiến mới dự kiến cần 110 người và tất cả sẽ có phòng riêng để sinh hoạt. Tàu chiến mới cũng sử dụng radar Aegis SBI-7, nặng hơn so với radar mà tàu Aegis hiện tại sử dụng, nên để cân bằng trọng tâm, thân tàu cần được mở rộng. Nhưng nếu lượng giãn nước của con tàu lên tới 20.000 tấn thật sự thì nó chính là một con tàu sân bay đích thực, chứ không chỉ là tàu khu trục hay tuần dương. 20.000 tấn là lượng giãn nước tiêu chuẩn. Vì vậy, sau khi chất tất cả vũ khí, thiết bị, nhân viên và nhiên liệu của máy bay, lượng giãn nước đầy tải của tàu có khả năng vượt quá 27.000 tấn. Lượng giãn nước như vậy tương đương với tàu sân bay lớp Izumo hiện tại của Nhật Bản. Cho đến nay, Nhật Bản đã có 8 tàu khu trục Aegis với lượng giãn nước 10.000 tấn, bao gồm 4 tàu khu trục lớp Kongo được đưa vào biên chế từ những năm 1990. 2 tàu khu trục lớp Atogo được đưa vào biên chế năm 2007 và 2008, và 2 tàu khu trục lớp Maya mới nhất. 8 tàu khu trục này được trang bị 96 hệ thống phóng thẳng đứng, có khả năng phóng nhiều loại tên lửa phòng không và tên lửa phòng không như Standard 2, Standard 3 và Standard 6, với hệ thống radar mảnh pha Aegis và SBI cực mạnh. Khả năng toàn diện của chúng là tốt nhất ở Đông Á. Tại sao Nhật Bản còn tiếp tục đặt hàng 2 tàu khu trục mới lúc này?
Lý do đầu tiên là để thay thế cho hệ thống ASIC trên bộ. Sau cuộc khủng hoảng tên lửa trên bán đảo Triều Tiên năm 2017, Nhật Bản nhận thấy cần phải tăng cường khả năng chống tên lửa. Khi đó, họ đã lên kế hoạch mua hai hệ thống ASIC trên bộ của Mỹ và triển khai tại Nhật Bản. Tuy nhiên, hệ thống ASIC trên bờ gặp phải rất nhiều sự phản đối ở Trung Quốc và cũng không hiệu quả. Nhật sẽ tốn khoảng 400 tỷ yên, khoảng 3 tỷ đô la Mỹ để mua hệ thống ASIC trên bờ. Mua hai tàu khu trục trang bị hệ thống ASIC thì tốn khoảng 500 tỷ yên, 3,7 tỷ đô la Mỹ. Khỏi cần nói, mua tàu khu trục rõ ràng là hiệu quả và kinh tế hơn rất nhiều. Lý do thứ hai là để đối phó với mối đe dọa từ Trung Quốc. Nếu triển khai hệ thống ASIC trên đất liền thì sẽ không thể thay đổi được vị trí và dễ dàng bị kẻ thù phát hiện. Nhưng khi hệ thống ASIC di chuyển lang thang trên biển thì kẻ thù sẽ không thể nào tìm được. Và khi cuộc chiến khai màn, bạn sẽ là bên tấn công trước. Hơn nữa, nếu chỉ để đối phó với tên lửa phóng từ hướng Triều Tiên, hệ thống ASIC trên đất liền của Nhật cũng đủ khả năng. Tuy nhiên, nếu xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan hoặc chuỗi đảo ở Tây Nam Nhật Bản trong tương lai, việc sử dụng ASIC trên đất liền sẽ bị hạn chế rất nhiều. Các tàu ASIC trên biển sẽ không gặp vấn đề này và việc triển khai nó sẽ linh hoạt hơn. Ví dụ, Trung Quốc phóng hàng loạt tên lửa đạn đạo bay qua Đài Loan, Nhật Bản có thể triển khai tàu trang bị hệ thống ASIC để xem xét kỹ hơn dữ liệu đường bay và điểm hạ cánh của tên lửa. Nhật Bản có kinh nghiệm rất phong phú trong việc thiết kế và đóng tàu trang bị ASIC trong hai thập niên qua. Tàu ASIC lớp Kongo đầu tiên được đưa vào phục vụ năm 1993 và chiếc Haguro chính thức đi vào hoạt động vào tháng 3 năm 2021. Từ Kongo, Atogo cho đến các khu trục hạm lớp Maya, lượng giãn nước tăng dần, radar và thiết bị điện tử tiếp tục được cải tiến. Bản thân tàu khu trục mới của Nhật Bản có 3 điểm nổi bật. Đó là sở hữu radar mảnh pha SPY-7 của Mỹ, sử dụng tên lửa chống hạm Style 17 mới nhất của Nhật Bản và trang bị tên lửa hành trình Tomahawk tối tân của Mỹ. Nó giúp tàu có khả năng tấn công mặt đất tầm xa đáng nể. Đầu tiên, hãy tìm hiểu hệ thống radar SPY-7. Có rất nhiều mẫu radar mảnh pha tại Mỹ như SPY-1. Trang bị trên lớp Arleigh-Burke, SPY-6 trang bị trên lớp Ford và Perth-3 mới nhất. Tàu khu trục mới của Nhật Bản sử dụng SPY-7. Vậy mối quan hệ giữa các mô hình radar này là gì? Cái mà chúng ta thường gọi là hệ thống phòng không ASIC, tức là phiên bản cũ của ASIC ở Hoa Kỳ, được trang bị radar mảng pha thụ động SPY-1 và nhà phát triển của nó là tập đoàn Lockheed Martin, nổi tiếng của Hoa Kỳ. SPY-1 ra đời vào cuối những năm 1970 và được lắp đặt trên tuần dương hạm lớp Ticonderoga đầu tiên vào những năm 1980. Radar mảnh pha chủ động trở nên phổ biến vào những năm 1990 và Hoa Kỳ cũng bắt đầu phát triển các loại radar hải quân mới. Kết quả là SPY-6 được phát triển không phải bởi Lockheed Martin mà bởi Raytheon. Các chiến hạm chủ lực do Mỹ chế tạo trong 20 năm tới sẽ được trang bị SPY-6 của Raytheon như khu trục hạm Perth-3, khinh hạm lớp Cortellation và hàng không mẫu hạm lớp Ford. Trên thực tế, ngoài hệ thống ASIC, Lockheed Martin còn có kinh nghiệm thiết kế radar rất phong phú, chẳng hạn như radar cảnh báo sớm tầm xa được chế tạo ở Alaska là sản phẩm của Lockheed Martin. Hệ thống ASIC trên đất liền mà Nhật Bản muốn mua trước đây thực chất là SPY-7. Cùng một hệ thống, chỉ là bây giờ nó được trang bị trên tàu chiến thay vì đặt trên mặt đất. Bạn nghĩ radar nào tốt hơn, SPY-6 của Raytheon hay SPY-7 của Lockheed Martin? Vì không có quyền truy cập vào dữ liệu thử nghiệm cốt lõi, cho nên thực sự rất khó để đưa ra nhận định. Tuy nhiên, radar SPY-7 đã được bán cho rất nhiều khách hàng trên thế giới, chẳng hạn như khinh hạm F-110 đóng ở Tây Ban Nha hay tàu chiến mặt nước tương lai của Canada. Một trong những lý do quan trọng khiến Nhật Bản mua SPY-7 là do hệ thống radar này có cấu trúc mở, hoàn toàn có thể dùng được linh kiện của các nhà cung cấp trong nước để thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp quân sự của Nhật Bản. Ví dụ, nhà sản xuất Nhật Bản Fujitsu là một phần của chuỗi cung ứng radar cảnh báo sớm tầm xa của Lockheed Martin. Các sản phẩm của họ cũng có thể được áp dụng cho radar SPY-7.
Đặc điểm thứ hai của tàu khu trục mới của Nhật Bản là nó được trang bị loại tên lửa chống hạm Type 17 mới nhất. Tên lửa chống hạm này lần đầu tiên được sử dụng trên tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường Haguro tối tân. Trong vài thập niên qua, Nhật Bản đã sử dụng tên lửa đất đối hạm Type 90, vốn là bản sao của tên lửa Harpoon của Mỹ. Tên lửa chống hạm Type 90 hoàn toàn là phiên bản rút gọn của Harpoon, đều là tên lửa chống hạm cận âm có thể bay xuyên biển. Khi cách mục tiêu 3 km thì chúng sẽ bất ngờ nhảy bổ nhau tấn công mục tiêu. Tên lửa chống hạm Type 17 mới phát triển của Nhật Bản dài gần gấp đôi Type 90 cũ về khối lượng. Có rất ít dữ liệu được tiết lộ về tên lửa hạm đối hạm Type 17, song ta có thể biết được sơ lược như sau. Loại tên lửa chống hạm này có tổng chiều dài khoảng 5m, đường kính thân khoảng 0,35m, tổng trọng lượng khoảng 700kg. Hình dáng khí động học thông thường, cánh trước và sau được thiết kế hình tam giác, bố trí vuông góc với tên lửa. Tên lửa sử dụng phương pháp dẫn đường quán tính cộng GPS cộng dẫn đường bám địa hình cộng radar chủ động đầu cuối. Phương pháp dẫn đường còn được trang bị liên kết dữ liệu hai chiều, nên có khả năng chống nhiễu tốt hơn cho mức chính xác rất cao. Phương pháp dẫn đường bay bám địa hình thường được sử dụng trên tên lửa hành trình tiến công mặt đất và hiếm khi được sử dụng cho tên lửa đối hạm. Có thể đánh giá, tên lửa đối hạm Type 17 phản ánh tham vọng phát triển tấn công cả mục tiêu trên đất liền của Nhật Bản. Một số người suy đoán rằng nó thực sự là một phiên bản đối hạm của tên lửa không đối hạm ASM-3 và lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Thân tên lửa không đối hạm ASM-3 có chiều dài khoảng 6m, trọng lượng thân khoảng 940kg. Nếu lắp thêm bộ phận tăng cường thì chiều dài khoảng 8m, trọng lượng thân phải vượt 1 tấn. Tên lửa chống hạm Type 17 hiện nay đang được nghiên cứu mở rộng tầm bắn lên tới khoảng 400km. Type 17 bay ở độ cao khoảng 50m trên đất liền và 10m trên mực nước biển. Tên lửa sử dụng đầu đạn xuyên giáp và bán xuyên giáp, trọng lượng ước tính khoảng 160kg. Ngoài khả năng phóng từ tàu chiến, tên lửa Type 17 có khả năng phát triển các biến thể phóng từ trên không và phóng đi từ tàu ngầm. Trong cuộc diễn tập quân sự Vành đai Thái Bình Dương năm 2018, hai quả tên lửa loại Type 17 đã liên tục bắn trúng mục tiêu là tàu hậu cần USS Racine đã loại biên của Mỹ. Hiệu suất của Type 17 không quá xuất sắc so với những tên lửa khác trên thế giới. Tuy nhiên, Nhật Bản vốn phải chịu những hạn chế của hiến pháp hòa bình trong vài chục năm qua, đã không thể phát triển và trang bị vũ khí tấn công trên quy mô lớn. Bởi vậy, ít nhất là việc trang bị tên lửa chống hạm Type 17 đã khiến vũ khí chống hạm của Nhật Bản có được năng lực thông thường, chứ không phải những loại vũ khí bị cắt xén năng lực tới mức đáng thương. Nhưng điều thực sự cho phép Nhật Bản thể hiện khả năng tấn công của tàu khu trục chính là các tên lửa Tomahawk mới nhất. Tên lửa Tomahawk mang tính biểu tượng là tên lửa hành trình đất đối đất tầm xa đầu tiên do Hoa Kỳ phát triển. Nó được sử dụng trong chiến tranh vùng vịnh và chiến tranh Iraq. Mẫu mới nhất có thể đạt tầm bắn là 2000km. Tuy nhiên, các quốc gia sau đó đã đua nhau phát triển tên lửa hành trình tầm xa cận âm. Vì như tên lửa hành trình Kalid do Nga phát triển, thường được gọi là Tomahawk của Nga, cũng được sử dụng rộng rãi trong cuộc chiến Ukraine lần này. Sở hữu tên lửa hành trình đất đối đất như Tomahawk sẽ tăng cường đáng kể năng lực tấn công của Hải quân Nhật Bản. Nước này cũng đang từng bước phát triển tên lửa hành trình mới dựa trên mẫu tên lửa đất đối đất Type 12 của chính họ, được cho là có tầm bắn 1000km. Nếu Nhật Bản trang bị tên lửa hành trình Tomahawk có khả năng tấn công mặt đất, thì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến cục diện xung quanh eo biển Đài Loan. Chủ đảo Tây Nam của Nhật Bản rất gần Đài Loan. Ví dụ đảo Ishigaki, chỉ cách Đài Loan hơn 100km, Nhật Bản đã dần dần triển khai lực lượng tên lửa trên đảo Ishigaki, bao gồm tên lửa phòng không và tên lửa chống hạm. Nếu Nhật Bản triển khai tên lửa hành trình Tomahawk ở quần đảo Okinawa, trong tương lai, tầm bắn của nó sẽ có thể bao phủ toàn bộ khu vực eo biển Đài Loan, thậm chí cả các tỉnh ven biển phía đông của Trung Quốc đại lục. Điều này sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực răn đe chiến lược của Nhật Bản. Trong những năm gần đây, để đối phó với những mối đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc và Triều Tiên, Nhật Bản phải liên tục điều chỉnh chiến lược của mình, sẵn sàng đối phó với những tình huống bất ổn ở khu vực Đông Bắc Á. Lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản đang tăng tốc, chuyển hướng sang bảo vệ các đảo và ứng phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo. Số lượng và chất lượng của các tàu khu trục, khinh hạm và thậm chí cả tàu sân bay gần như đã được nâng cao rõ rệt. Điều này rõ ràng là khiến Trung Quốc hết sức lo lắng, vì tàu chiến và vũ khí của Nhật Bản có chất lượng vượt trội so với tàu chiến và vũ khí của Hải quân Trung Quốc.
Những tàu khu trục mới trang bị hệ thống ASIC và công nghệ hiện đại của Nhật Bản dự kiến sẽ đóng xong và đưa vào biên chế vào năm 2028. Đó cũng là thời điểm cực kỳ nhạy cảm khi Trung Quốc hoàn toàn có thể tiến hành một cuộc tấn công xâm lược Đài Loan. Chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi màn so tài của tàu chiến hai nước trên vùng biển sôi sục này. Vào tháng 8 năm 1945, khi thế giới hân hoan ăn mừng kết thúc Thế chiến II thì ở Thái Bình Dương, Mỹ đã có một phát hiện đáng kinh ngạc. Hải quân Hoa Kỳ đã bắt sống được một tàu ngầm của Nhật Bản và nó hoàn toàn khác với bất cứ thứ gì mà họ từng thấy trước đó. Kích thước và quy mô của nó làm cho phía Mỹ cực kỳ bối rối. Đó không chỉ là chiếc tàu ngầm lớn nhất thế giới mà còn là một loại vũ khí hoàn toàn mới. Một tàu ngầm có thể phóng ra các máy bay ném ngư lôi. Người Mỹ tình cờ phát hiện ra các tàu sân bay ngầm bí mật của Nhật Bản và sự tình này đã giúp họ khám phá ra một kế hoạch còn đen tối và bí mật hơn. Một kế hoạch có thể... Quân sư đằng sau cuộc tấn công Trân Châu Cảng là đô đốc Yamamoto đã nhắm đến việc hạ gục phần lớn hạm đội Thái Bình Dương của Hoa Kỳ bằng một đòn chí mạng như một cách để giữ Hoa Kỳ ra khỏi Thái Bình Dương. Thêm ít nhất 6 tháng nữa và thậm chí có thể buộc người Mỹ phải đàm phán một hiệp định đình chiến. Khi ấy, Nhật Bản không sở hữu đủ chiến hạm và tàu sân bay đảm bảo cho những cuộc viễn chinh như vậy. Lấy cảm hứng từ tàu U-boat của phát xít Đức, đô đốc Yamamoto quyết định tạo vũ khí mới, tàu ngầm sân bay. Ý tưởng phóng máy bay từ một tàu ngầm xuất hiện từ trước Thế chiến II, nhưng những nỗ lực trước đó chỉ là các thử nghiệm liên quan đến những chiếc máy bay trinh sát hạng nhẹ. Tuy nhiên, điều mà Yamamoto nghĩ đến còn tham vọng hơn nhiều. Một hạm đội tàu ngầm có thể chở nhiều máy bay tấn công và gieo rắc nỗi sợ hãi cho kẻ thù bằng cách thực hiện các cuộc đột kích bất ngờ vào các thành phố, nhấn chìm chúng xuống đáy biển. Vào tháng 3 năm 1942, các kỹ sư Nhật Bản được giao nhiệm vụ quan trọng là thiết kế vũ khí bí mật cho Yamamoto. Các tàu ngầm mang máy bay này sẽ cần có khả năng phóng các máy bay ném bom ngư lôi cỡ lớn. Các kỹ sư sẽ phải thiết kế một hệ thống máy phóng và một cơ chế để thu hồi máy bay và đưa chúng trở lại trên tàu. Tuy nhiên, việc làm cho các máy bay ném bom vừa vỡ kích thước của một con tàu ngầm là một thách thức lớn hơn nhiều. Loại máy bay ném bom bổ nhào điển hình thời Thế chiến II có sải cánh khoảng 12 mét, quá lớn để có thể trang bị trong tàu ngầm. Các kỹ sư cần phải thiết kế một loại máy bay ném bom bổ nhào hoàn toàn mới, một loại máy bay có thể gập lại để vừa với các khoang chứa của các tàu ngầm. Các tàu ngầm cũng sẽ cần có khả năng tiếp cận bất kỳ bờ biển nào của Hoa Kỳ cách hàng ngàn km, sau đó quay trở lại Nhật Bản mà không cần nạp nhiên liệu hoặc tiếp tế. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải vận chuyển gần 2 triệu lít dầu diesel và đủ nguồn cung cấp để hỗ trợ đội ngũ thủy thủ trên biển trong nhiều tháng. Các tàu ngầm mang máy bay của Nhật sẽ được đặt tên là Y-400 và chúng sẽ có kích thước rất lớn, gần như gấp đôi chiều dài của một tàu ngầm U-boat tiêu chuẩn của Đức. Để hỗ trợ trọng lượng của khoang chứa và giữ các tàu ngầm ổn định trong quá trình hoạt động, các kỹ sư đã sáng tạo ra một thiết kế thân tàu kép. Về thực tế, đó là hai thân tàu dính lại với nhau. Điều này đã mang lại cho Y-400 lượng giãn nước xấp xỉ gấp 3 lần so với cả chiếc tàu ngầm Mỹ lớn nhất. Và Y-400 vẫn là một tàu ngầm đáng gờm theo nghĩa thông thường khi nó được trang bị 8 ống phóng ngư lôi gắn ở phía trước và một ống súng đại bác khổng lồ ở trên bon. Để chống lại máy bay địch, Y-400 có 3 khẩu súng phòng không 3 nòng và một khẩu súng đơn ở trên tháp lái. Nhưng vũ khí chính của Y-400 là 3 máy bay ném bom bổ nhào ném ngư lôi. Yếu tố bất ngờ là lợi thế lớn nhất của một tàu sân bay ngầm. Khi Y-400 âm thầm tiếp cận mục tiêu, các thủy thủ đoàn đã bắt đầu chuẩn bị máy bay. Các kỹ thuật viên sẽ bắt đầu bằng cách cho dầu nóng chạy qua động cơ của máy bay để chúng được làm nóng và sẵn sàng đề phòng. Tàu ngầm khổng lồ sẽ nổi lên cách mục tiêu vài trăm km, khi ấy 3 máy bay ném bom sẽ được phóng lên không trung. Mỗi máy bay sẽ được điều ra từ khoang chứa lên bon tàu, sau đó các thủy thủ đoàn sẽ khởi động động cơ, mở rộng cánh và đuôi, khóa bè và nạp vũ khí. Lần lượt 3 chiếc máy bay sẽ được phóng bằng máy phóng khí nén và toàn bộ quá trình này sẽ mất 30 phút. Sau đó, Y-400 sẽ lặn xuống nơi an toàn và yên lặng đợi máy bay trở về nơi nhiệm vụ. Máy bay ném ngư lôi là một thiết bị cực kỳ tiên tiến. Chúng được thiết kế dành riêng cho Y-400 và có thể mang theo quả bom hoặc ngư lôi lớn nhất trong kho vũ khí của Hải quân của Nhật Bản. Được trang bị bè, máy bay sẽ hạ cánh bên cạnh tàu ngầm để được nâng lên lại phía trên bằng một cần cẩu thủy lực gấp. Máy bay cũng có thể được phóng mà không cần bè để tăng tầm hoạt động và hiệu suất cao hơn. Nhưng điều này buộc phi công phải lao xuống biển sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Y-400 là một thiết kế tuyệt vời khi nó có sự kết hợp giữa khả năng tàng hình của một tàu ngầm với khả năng tấn công của một tàu sân bay. Nhưng vũ khí siêu việt mới của Nhật đã không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào trong chiến tranh. Vào ngày 15 tháng 8 năm 1945, sau gần 4 năm xung đột tàn khốc với việc lực lượng Hoa Kỳ đã ám sát và ném bom vào các thành phố của Nhật Bản, cuối cùng Nhật Hoàng đã đầu hàng. Ngày 28 tháng 8 năm 1945, hai tàu sân bay Mỹ đã chặn một tàu ngầm lớn của Nhật Bản cách đảo Honshu vài cây số. Một con tàu phải đầu hàng. Một ngày sau, tàu ngầm USS Segundo của Mỹ phát hiện một tàu ngầm Nhật Bản tương tự gần đó. Sau khi cố tẩu thoát, các thủy thủ Nhật Bản nhận ra chiến tranh đã kết thúc và không còn lựa chọn nào khác, đã quyết định đầu hàng. Nhưng khi ấy, Mỹ không dám chắc chính xác thứ họ tìm được là gì, bởi thủy thủ đoàn Nhật đã ném tất cả các máy bay tấn công xuống biển. Ban đầu, Mỹ tin rằng Y-400 được thiết kế để vận chuyển hàng hóa, nhưng họ sớm khám phá ra mục đích thực sự của tàu ngầm và tại sao Nhật Bản không sử dụng chúng trong chiến tranh. Đầu tiên, nhiều người trong hải quân Nhật Bản cho rằng tàu sân bay ngầm của Yamamoto là một trò đùa. Quá trình chậm chạp của việc phóng máy bay giữa khu vực chiến đấu là quá trình quá nguy hiểm cho thủy thủ đoàn tàu ngầm. Tuy nhiên, Yamamoto đã không mấy bận tâm đến sự chống đối với ý tưởng này vì phải mất gần một năm để thiết kế một vũ khí phi thường như vậy. Việc xây dựng những chiếc Y-400 đầu tiên chỉ bắt đầu vào năm 1943, nhưng cho đến ngày hôm đó, người Nhật đã gần như thất bại trong chiến tranh. Sau một thất bại nặng nề vào tháng 6 năm 1942, Mỹ đã đẩy quân Nhật trở lại qua Thái Bình Dương. Lúc này, Nhật Bản đang thiếu nhiên liệu và nguyên liệu thô, vì thế việc xây dựng Y-400 bị trì hoãn thêm nữa. Chính bản thân Yamamoto cũng đã qua đời trước khi chứng kiến những chiếc tàu ngầm của mình được hoàn thành. Năm 1943, khi đang trên chuyến thị sát qua Nam Thái Bình Dương, máy bay của ông đã bị quân Mỹ bắn hạ. Kế hoạch ban đầu của Nhật Bản là xây dựng một hạm đội có 18 tàu ngầm có thể chở được máy bay, nhưng cuối cùng đã bị giảm xuống chỉ còn 5 chiếc. Sau đó chỉ có 3 chiếc được hoàn thành. Chiếc đầu tiên được sử dụng vào năm 1945. Tuy nhiên, mọi thứ đã quá muộn khi quân đội Nhật Bản gần như đã sụp đổ hoàn toàn. Phát động các cuộc tấn công bất ngờ vào các thành phố của Mỹ với một số ít máy bay ném bom sẽ là vô nghĩa. Ngay cả một nhiệm vụ mang tính chiến lược hơn, đó là ném bom kênh đào Panama, cũng đã bị hủy bỏ sau khi chỉ huy Nhật Bản cảm thấy rằng nó cũng sẽ không tạo ra nhiều khác biệt trong giai đoạn cuối cuộc chiến. Nhiệm vụ duy nhất mà Y-400 từng thực hiện là một nỗ lực cuối cùng để tấn công lực lượng Mỹ khi họ tập trung tại một đảo nhỏ tại Thái Bình Dương. Nhưng khi những chiếc Y-400 đầu tiên di chuyển đến mục tiêu, Nhật Bản đã đầu hàng và cuối cùng Thế chiến thứ hai đã kết thúc. Tàu ngầm chở máy bay luôn là một ván cược. Nó là canh bạc cuối cùng mà Nhật Bản tung ra để hòng đảo ngược tình thế. Nhưng sự xuất hiện của nó là không hợp thời. Nếu những chiếc tàu ngầm này xuất hiện sớm hơn, ví như vào thời điểm đầu cuộc chiến, nó có thể đã thay đổi được nhiều thứ. Dù vậy, vũ khí bí mật của Nhật Bản không phải không có nhược điểm. Quá trình phóng 3 máy bay được cho là sẽ mất 30 phút, nhưng hiếm khi nó có thể hoàn thành trong thời gian ít hơn 45 phút. Đó là một khoảng thời gian nguy hiểm để một tàu ngầm lớn như vậy nổi lên trên mặt nước. Mặc dù các máy bay ném bom trên Y-400 được thiết kế tinh vi, nhưng do được đưa vào sử dụng một cách gấp rút và được chế tạo từ các vật liệu chất lượng thấp nên chúng rất không đáng tin cậy. Rất hiếm khi người ta có thể đưa 3 chiếc lên không trung mà không gặp sự cố kỹ thuật. Thời gian lặn của tàu ngầm Y-400 lớn gần gấp đôi so với các tàu ngầm Mỹ, điều này rất quan trọng để thoát khỏi nguy hiểm. Ngay cả khi lặn, nó vẫn rất dễ bị tấn công. Với một thân tàu được đóng bằng đinh mà không phải hàng, nó có thể không đứng vững trước các quả bom chìm. Tuy nhiên, người Mỹ vẫn coi Y-400 là một vũ khí nguy hiểm, đặc biệt là khi nó nằm trong tay của kẻ thù. Sau chiến tranh, vào năm 1946, Liên Xô ngỏ ý muốn xem xét chiếc Y-400, không muốn vũ khí này rơi vào tay Liên Xô. Mỹ đã thủ tiêu những tàu ngầm này. Một chiếc chìm tại quần đảo Goto vào ngày 1 tháng 4 năm 1946. Hai chiếc khác được đưa đến Trân Châu Cảng để nghiên cứu trước khi bị đánh đắm vào tháng 5 và tháng 6 năm 1946. Lần lượt trong năm 2005, 2013 và 2015, người ta đã phát hiện được vị trí của 3 tàu ngầm lớp Y-400 bị đánh chìm. Những bí mật của Y-400 giờ đã nằm sâu dưới lòng đại dương. Tới đây, số phận của một loại vũ khí mới mang tham vọng đảo ngược thất bại của đế quốc Nhật đã khép lại. Đến đây, chuyến du hành ngược thời gian của chúng ta về những ngày cuối cùng của Thế chiến II cũng đã kết thúc. Hy vọng rằng quý vị khán thính giả đã yêu thích video ngày hôm nay. Đừng quên đăng ký kênh nếu có thể ủng hộ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình tiếp theo.